Ngay trong hội nghị công bố quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư năm 2024 vừa diễn ra tại tỉnh Hưng Yên, đã có 24 tổ chức doanh nghiệp đăng ký tham gia đầu tư vào tỉnh, bao gồm 19 dự án vốn đầu tư nước ngoài. Tổng số vốn đăng ký là hơn 630 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 16.000 tỷ đồng và 5 dự án trong nước với giá trị dự kiến hơn 10.000 tỷ đồng. Một số dự án tiêu biểu trong đó là nhà máy chế biến sản phẩm của ASICOOP Việt Nam 87,7 triệu đô la Mỹ. Ông Kaneda Hiroki, tổng giám đốc điều hành ASICOOP Việt Nam chia sẻ, doanh nghiệp đang rốt ráo cho kế hoạch xây dựng nhà máy mì ăn liền trị giá 87 triệu đô la Mỹ, tổng mức đầu tư 2.200 tỷ đồng. Dự kiến sẽ sớm được triển khai trong thời gian tới, kỳ vọng đến quý 2 năm 2027 hoàn thành. Nhà máy khi đi vào hoạt động sẽ tuyển dụng khoảng 2.000 lao động. Như nhiều người đã biết, công ty cổ phần ASICOOP Việt Nam là nhà sản xuất thực phẩm ăn liền tại Việt Nam, được thành lập vào tháng 12 năm 1993 dựa trên nền tảng phát triển của liên doanh giữa Vifong, doanh nghiệp nhà nước Việt Nam và tập đoàn thương mại tài chính Marubeni ASICOOP Nhật Bản. Hiện Hảo Hảo đang giữ hai kỷ lục Việt Nam với danh hiệu mì Hảo Hảo, thương hiệu mì gói có số lượng tiêu thụ nhiều nhất Việt Nam từ năm 2000 và mì Hảo Hảo, thương hiệu mì gói Việt Nam đầu tiên bán ra thị trường 30 tỷ gói. Hai danh hiệu này được xác lập bởi Tổ chức Kỷ lục Việt Nam vào tháng 11 năm 2023 và tháng 12 năm 2021. Hiện ASICOOP Việt Nam đang sở hữu 11 nhà máy trên toàn Việt Nam với tổng sản lượng phục vụ mỗi năm cho người tiêu dùng hơn 3,4 tỷ sản phẩm, có hơn 6.000 lao động. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Công Thương sớm chỉnh phương án cho người dân bán lại điện mặt trời mái nhà. Theo đó, để khuyến khích nguồn điện sạch, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương nghiên cứu thí điểm cho phép điện sản xuất dư không dùng hết sẽ được bán lên lưới quốc gia. Tuy nhiên, sản lượng bán không vượt quá 10% tổng công suất. Bộ Tài chính và Bộ Công Thương được giao cùng nghiên cứu các quy định giá mua với tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN chịu trách nhiệm mua sản lượng điện dư, song phải bảo đảm an toàn hệ thống. Dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo đó, hành trình mang văn minh ánh sáng đến Côn Đảo có tổng mức đầu tư hơn 4.923 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách và vốn tự có của EVN. Dự kiến sẽ đóng điện công trình vào quý 4 năm 2025, nhằm mục tiêu cung cấp điện ổn định, an toàn cho lưới điện trên Côn Đảo, đáp ứng các mục tiêu phát triển của huyện Côn Đảo, Bà Rịa Vũng Tàu, nhằm đảm bảo an ninh quốc phòng và chủ quyền biển đảo quốc gia. Theo đó, Chính phủ đã giao Bộ Công Thương chỉ đạo và hướng dẫn Tập đoàn Điện lực EVN trong việc rà soát và hoàn thiện hồ sơ dự án nhằm đảm bảo an toàn và phát huy tối đa vai trò, hiệu quả đầu tư dự án, cũng như phù hợp với mục đích truyền tải trong hệ thống điện quốc gia. Chính phủ cũng đã giao Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo EVN cân đối và bố trí đủ nguồn vốn, tổ chức thực hiện quản lý đầu tư dự án nhằm tuân thủ đúng quy định của pháp luật. EVN chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện quản lý dự án theo đúng với quy định của pháp luật nhằm đảm bảo tiến độ đã đề ra. Thời điểm hiện tại, thời gian thi công của dự án chỉ còn khoảng 18 tháng, trong khi khối lượng thi công công việc lớn đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của Ban Quản lý Dự án Điện 3, EVN PMB3, đơn vị được EVN giao làm đại diện chủ đầu tư cũng như các đơn vị liên quan. Dự án sẽ triển khai các hạng mục công trình như xây dựng đường dây 110 kV trên không, thi công cáp ngầm 110 kV vượt biển, thi công cáp ngầm trên đảo, xây trạm biến áp GIS 110 kV trên đảo. Trong đó, đáng chú ý nhất là hạng mục đầu tư xây dựng cáp ngầm vượt biển với chiều dài tuyến 77,7 km, cáp ngầm trên đảo khoảng 8,5 km. Việc cấp điện từ lưới điện quốc gia bằng tuyến cáp ngầm vượt biển có thể đáp ứng tiêu chí cung cấp điện liên tục, ổn định và lâu dài theo nhu cầu phụ tải cực đại trên đảo trong từng giai đoạn phát triển, tốn ít diện tích đất trên đảo và không ảnh hưởng nhiều đến khu vực dân cư, không gây tác động xấu đến môi trường và cảnh quan xung quanh. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, địa phương này trong 6 tháng đầu năm 2024 đã đưa thêm 7 sản phẩm du lịch mới vào hoạt động nhằm mang lại cho người dân địa phương cũng như du khách có thêm nhiều trải nghiệm độc đáo và ấn tượng khi đến với vùng đất. Theo đó, các sản phẩm du lịch mới bao gồm tổ hợp vui chơi giải trí Ngọn Hải Đăng, tổ hợp vui chơi giải trí Kim Cương, sản phẩm lưu trú đẳng cấp, sản phẩm du thuyền nhà hàng kết hợp đám cưới trên vịnh Hạ Long, phiên chợ đồ cũ ký ức xưa, mô hình du lịch cộng đồng xã Sơn Dương, phố đi bộ và ẩm thực bãi cháy. Từ đây đến hết năm 2024, thành phố Hạ Long dự kiến sẽ tiếp tục đưa thêm 7 sản phẩm du lịch nữa vào hoạt động, bao gồm mô hình tuyến phố đi bộ kết hợp kinh tế đêm, phố đi bộ công viên Hoa Hạ Long, điểm du lịch hoài niệm, nhà chờ phà và tuyến phà bãi cháy, điểm check-in trên tuyến phố và đồi Đặng Bá Hát, cụm di tích khu văn hóa núi Bài Thơ, đền thờ Vua Lê Thái Tổ, di tích thắng cảnh Hồ Yên Lập, chùa Lôi Âm, mô hình tuyến phố đi bộ kết hợp kinh tế đêm. Không chỉ dừng lại ở đó, thành phố Hạ Long
trong thời gian qua cũng đã không ngừng tăng cường hoạt động truyền thông, xúc tiến, quảng bá, cũng như xây dựng thương hiệu du lịch Hạ Long. Thông qua việc đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, nhất là việc khai thác thêm các sản phẩm du lịch mới, trong 6 tháng đầu năm 2024, Hạ Long đã đón hơn 5,8 triệu lượt khách, tăng 141% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong năm 2024, thành phố Hạ Long đặt ra mục tiêu thu hút ít nhất 9,5 triệu lượt du khách cả năm, trong đó khách quốc tế đạt 1,5 triệu lượt và tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt từ 21.000 tỷ đồng trở lên. Mới đây, tạp chí du lịch nổi tiếng của Mỹ Travel and Leisure đã chính thức công bố danh sách 25 đảo và quần đảo đẹp nhất thế giới năm 2024. Danh sách này như một lời gợi ý cho những du khách có ý định du lịch biển, đảo trong thời gian sắp tới. Đáng chú ý, vượt qua nhiều điểm đến lừng danh, Phú Quốc là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt vào danh sách và xếp thứ hai với tổng điểm 94,41/100. Dẫn đầu trong danh sách các đảo và quần đảo đẹp nhất năm nay là cái tên quen thuộc Maldives với 95,63 điểm. Phú Quốc được mệnh danh là đảo ngọc trên vùng biển phía tây nam của Tổ quốc, tiềm ẩn một sức hấp dẫn kỳ lạ. Với 150 km đường bờ biển, nơi đây sở hữu nhiều bãi biển đẹp trải dài từ phía bắc đến phía nam. Nhận xét về đảo ngọc của Việt Nam, tạp chí Mỹ viết rằng đây là một điểm đến du lịch mới nổi trên thế giới mà du khách không nên bỏ qua. Trong khi một số bãi biển ở Đông Nam Á đang phát triển, Phú Quốc vẫn giữ được sự yên bình. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc bạn không thể tìm thấy các khách sạn đẳng cấp tại hòn đảo này. Hiện nay, Phú Quốc có rất nhiều khách sạn và resort sang trọng hiện đại như Regent Phú Quốc với hồ bơi vô cực trên sân thượng hay New World Phú Quốc. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa tổ chức lễ công bố quyết định công nhận điểm du lịch ga đường sắt Đà Lạt. Theo quyết định số 1061 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, ga đường sắt Đà Lạt chính thức trở thành điểm du lịch trên bản đồ du lịch quốc gia. Đây không chỉ đơn thuần là sự công nhận về mặt hành chính, mà còn là cơ sở, là động lực để ngành đường sắt khai thác lợi thế phát huy tiềm năng, nhằm chia sẻ, lan tỏa những giá trị văn hóa đến với cộng đồng, góp phần phát triển du lịch và kinh tế của địa phương. Ga Đà Lạt được người Pháp xây dựng từ năm 1932 và hoàn thành vào năm 1938. Công trình kiến trúc cổ độc đáo này được lấy cảm hứng thiết kế từ núi Lang Biang huyền thoại và mái nhà rông Tây Nguyên truyền thống. Là nhà ga xe lửa duy nhất của khu vực Tây Nguyên, ga Đà Lạt gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển đô thị xứ Ngàn Thông, được coi là nhà ga xe lửa cổ đẹp nhất Việt Nam và Đông Dương. Với những giá trị đặc biệt về kiến trúc văn hóa, ga Đà Lạt được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia từ năm 2001 và từ lâu đã trở thành một điểm đến hấp dẫn không thể thiếu đối với du khách khi đến với thành phố Đà Lạt. Theo một nghiên cứu mới xem xét dữ liệu khí hậu trong hàng nghìn năm qua, hiện tượng El Nino tiếp theo có thể được dự đoán sớm hơn 2 năm. Điều này cho phép con người có thể sẵn sàng chuẩn bị trước cho những thiên tai như hạn hán, bão lụt. Dao động El Nino, Nam bán cầu Enso là một chu kỳ khí hậu được đặc trưng bởi sự làm mát La Nina và làm ấm El Nino của bề mặt phía bên trên vùng trung tâm và phía đông Thái Bình Dương nhiệt đới. Đây là một trong những kiểu thời tiết mạnh nhất và dễ dự đoán nhất ảnh hưởng đến khí hậu toàn cầu. Ở Mỹ, cả El Nino và La Nina đều ảnh hưởng đến bão ở Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. La Nina làm suy yếu hoạt động của bão ở phía đông Thái Bình Dương và làm mạnh hơn ở Đại Tây Dương. El Nino thì ngược lại. Emily Baker, nhà khoa học về khí hậu tại Đại học Miami, Mỹ cho biết dự đoán Enso rất có giá trị đối với việc lập kế hoạch khẩn cấp và quản lý tài nguyên. Sử dụng nhiều mô hình khí hậu khác nhau, các nhà khoa học thuộc Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia NOAA của Mỹ đã dự báo các sự kiện Enso trước khoảng 6 đến 12 tháng. Nhưng nghiên cứu mới đây cho thấy họ có thể dự đoán hiện tượng này trước 2 năm, sớm gấp đôi thời gian trước đây.